Tập 1, ban nhạc gia tăng cảm xúc. Trong khi mẹ đang vui vẻ làm bánh dưới bếp, thì Nobita chăm chú xem chương trình TV trong phòng khách. Bánh vừa nướng chín, mẹ hớn hở mang đến cho cậu ta dùng. Mẹ nói rằng vừa hoàn thành theo công thức mới, mùi vị ngon đến ngạc nhiên cho xem. Mắt vẫn chăm chú nhìn vào màn hình, Nobita vô thức cầm miếng bánh đưa lên miệng ăn, trên khuôn mặt vẫn không biểu hiện cảm xúc gì. Mẹ hồi hộp hỏi cảm nhận, mà cậu ta cứ im lặng chăm chú xem, không quan tâm đến mẹ, hết chịu nổi, mẹ buồn bã đứng lên, bê khay bánh ra ngoài, không quên buông lời bực dọc dành cho cậu. Doraemon đứng bên ngoài thấy vậy liền chạy vào tắt TV và mắng, mẹ vất vả làm bánh cho cậu ăn mà thái độ cậu dửng dưng như vậy là sao hả? Giật mình, Nobita tự hỏi nãy giờ mình có ăn bánh sao ta? Thật là hết nói nổi. Mèo máy bảo đáng ra sau khi ăn xong phải khen ngon cho mẹ vui mới đúng. Thấy Nobita mang khuôn mặt chán nản, mèo máy quát lên bảo rằng, con người sống phải có tình cảm, phải thể hiện cảm xúc sâu sắc lên một chút. Đang tranh luận bỗng mèo máy sực nhớ đến bảo bối, ban nhạc gia tăng cảm xúc. Chúng sẽ theo sau Nobita, tùy vào hoàn cảnh khác nhau sẽ biểu diễn các thể loại nhạc khác nhau, nhằm điều chỉnh cảm xúc của cậu. Sau đó mèo máy cho cậu ta hiểu sức mạnh âm nhạc lợi hại đến giường nào. Ví dụ như cảnh lãng mạn thì có âm điệu nhẹ nhàng và ngọt ngào, hoặc những tình huống nguy hiểm, những đoạn phim cao trào thì âm nhạc dồn dập, sao động sẽ làm tình huống phim thêm kịch tính. Để chứng thực, mèo máy bảo Nobita nhớ lại mùi vị bánh cậu vừa ăn, tập trung nhớ lại cảm giác như ngon hơn bình thường. Lập tức ban nhạc dựa theo cảm xúc của cậu mà biểu diễn đoạn nhạc vui tươi hơn. Tiếng nhạc vừa vang lên, cậu ta bỗng có cảm giác rất ngon miệng và hạnh phúc ùa về, nhất định phải cảm ơn mẹ, vội la lớn chạy ra sân nơi bà đang phơi đồ, cậu ôm chầm lấy, nói lời cảm ơn mẹ lúc nãy cho ăn bánh rất ngon, trong lòng biết ơn sâu sắc, mùi vị bánh ngọt ngào cảm nhận như tình yêu của mẹ dành cho. Nghe những lời này mẹ thực sự rất vui và hạnh phúc, nhất định sẽ làm thêm nhiều bánh ngon hơn nữa cho Nobita ăn. Sau sự việc, cậu ta mới hiểu được sức mạnh của âm nhạc, hiểu được sống trên đời phải có tình người. Sau đó chào mèo máy đi ra đường chơi, vẻ mặt hớn hở. Ban nhạc chơi một đoạn rất vui tươi nên tâm trạng Nobita rất vui vẻ. Đang líu lo thì gặp Seiko cùng bạn đứng trò chuyện bên đường. Cậu ta liền nhiệt tình chào hỏi khiến cả hai vô cùng ngạc nhiên. Bước tiếp thì gặp bố đang đi câu về, trên tay mang một thùng đầy cá, bố khoe sẽ đem cá nướng lên, nhất định là sẽ rất ngon. Bất chợt ban nhạc chơi một đoạn nhạc nghe thật buồn não, Nobita ngồi xuống khóc lóc thảm thiết, bảo nếu không bị bố bắt lên, thì bầy cá chắt vẫn đang tự do vui vẻ bơi lội trong nước. Bố thấy cậu ấy khóc lóc thảm thiết như vậy, liền hứa sẽ đem tất cả ra biển và thả chúng đi. Sau khi bố đi khỏi, Nobita liền bảo băng nhạc chơi nhạc vui vẻ lên, không thích nhạc buồn như vậy nữa, đi thêm một đoạn, bỗng nhiên cậu ta thấy phía trước tĩnh lặng đến đáng sợ, dự là sẽ có điều chẳng lành phía trước. Vừa dứt câu thì xuất hiện trai em mặt hầm hầm chạy ngược lại, hoảng sợ Nobita quay đầu bỏ chạy, nhìn lại thấy cảnh trai em bụng bự, bị mẹ đuổi đánh vì tội quậy phá, không nghe lời. Mặc dù hết lời xin lỗi nhưng trai em vẫn bị mẹ cho một trận đòn tơi bời. Thấy thế Nobita cười thầm, không ngờ trai em cũng có lúc yếu đuối như vậy, ban nhạc thấy cảm xúc cậu như vậy liền chơi đoạn nhạc tươi vui, làm Nobita càng cười lớn sảng khoái, đang buồn bực vì bị mẹ đánh đòn, lại thấy Nobita cười lớn, trai em hầm hầm liền đuổi theo Nobita, định cho cậu một trận đòn như tử, ban nhạc thấy vậy càng đánh vui tươi hơn. Cả hai rượt đuổi nhau vòng vòng quanh khu phố, vất vả lắm mới thoát được, đang hổn hển thở dốc, bên dưới, ban nhạc chơi đoạn hồi hộp, bỗng cảm giác lo sợ bao trùm lấy cậu ta. Bất chợt có một bàn tay đặt lên vai, Nobita sợ quá hét toáng lên. Nhìn lại hóa ra lại là Suka xinh đẹp. Sau khi nghe xong câu chuyện, Suka liền của trách cậu yếu đuối, lúc nào cũng bị bắt nạt, con trai nhất định phải mạnh mẽ lên, phải phản công lại. Nghe xong những lời này, Nobita bỗng trở nên tức giận, ý chí mạnh mẽ dâng trào, quyết định sẽ cho trai em một bài học. Ban nhạc cạnh bên như hiểu ý liền chơi bản nhạc dồn dập, được Suka và ban nhạc khích lệ, cậu hừng hực khí thế tiến đến gần trai em và hét lớn. Hôm nay sẽ quyết đấu một trận sống mái với trai em. Sau tiếng hét lớn cả hai hùng hổ lao vào nhau, trai em thấy rõ sự quyết tâm trên khuôn mặt Nobita nên sợ quá quay bỏ chạy và xin tha. Nobita càng hăng máu đuổi theo, nhất quyết sẽ cho trai em một trận tơi bời. Đúng lúc đó Doraemon dùng trong chóng che bay tới, thấy Nobita như vậy cũng cảm thán rằng sức mạnh của âm nhạc thật to lớn. Lần đầu tiên Nobita đuổi đánh trai em là như vậy. Ahihi. Tập 2, chiếc vòng kết bạn. Một buổi sáng đẹp trời, Nobita cùng trai em và Seiko đang đánh bóng chày vui vẻ ở bãi đất trống gần nhà. Mãi hăng say, cú đánh của trai em quá mạnh, khiến quả bóng bay qua nhà ông lão sống cạnh đó và làm vỡ cửa kính. Sau tiếng hét, cả bọn đành đứng im cho ông lão giáo huấn một trận. Trai em cho rằng Nobita không chịu bắt bóng. Nobita phản bác lại rằng do trai em đánh bóng cao quá nên không bắt được. Seiko cũng tán thành với ý kiến của Nobita. Nghe vậy trai em vô cùng giận dữ. Thấy cả bọn đang đứng ăn mắng mà còn tỏ thái độ, ông lão nổi nóng hét lên, quyết cho cả ba một bài học, cả bọn sợ quá bỏ chạy tán loạn.
Lần này cả nhóm quyết định tới sân bóng chày chơi cho an toàn. Vẫn như mọi ngày, vì quá hăng máu nên trai En đánh một cú thật mạnh, quả bóng bay thật xa, rơi xuống nơi một cô bé đang đi bộ. Cứ ngỡ gây ra họa lớn nên cả bọn hét toáng lên, nhưng không, bé gái giang tay chụp gọn quả bóng dễ dàng, sau đó ném trả lại chính xác, với một lực rất mạnh, làm cả bọn hết sức bất ngờ, hết lời khen ngợi. Thấy vui nên cô xin tham gia chơi cùng. Tuy là con gái nhưng cô bé có kỹ thuật chơi bóng rất hay và điêu luyện, ngay cả trai En cũng không khỏi ngạc nhiên. Sau một hồi vui vẻ, cô bé cũng chào tạm biệt cả nhóm rồi ra về. Đang ngẩn ngơ chẳng kịp hỏi tên, cả ba cảm thấy cô ấy thật đáng yêu. Trên đường về nhà, cả nhóm hết lời khen ngợi, bỗng thấy cô bé lúc nãy đi vào nhà ông lão Kaminari hung dữ. Cả nhóm tò mò nhìn lén vào bên trong để xem sự tình. Bất ngờ bị phát hiện, ông lão quát lớn, cả bọn nhanh chóng bỏ chạy tán loạn. Nobita vừa về đến nhà, thì Doraemon có nhắc là Suka gọi điện đến, và bảo cậu ta gọi lại cho Suka. Đang mãi mơ mộng về cô bé lúc sáng, nên cậu ấy chẳng thèm quan tâm đến lời mèo ú nói. Nobita mong ước được làm bạn với cô bé, nên quyết định đi đến nói chuyện để bắt đầu. Vừa chạy đến bãi đất trống đã thấy trai En và Seiko đến trước rồi, đang sầm xì to nhỏ với nhau. Vừa thấy ông lão Kaminari ra ngoài, lập tức cả hai bèn kiếm cớ để vào nhà hỏi chuyện. Bất ngờ ông lão đứng phía sau hét toáng lên, hoảng sợ trai En và Seiko bỏ chạy mất dạng. Đứng từ xa thấy khó quá nên Nobita thơ thẩn đi về, vừa đi vừa tìm cách tiếp cận cô bé, chợt nghe tiếng mèo máy gần đây. Nobita nhìn quanh thấy Doraemon đang dùng bảo bối, chiếc vòng kết bạn. Chỉ cần hai người bước vào trong chiếc vòng là trở thành bạn thân thiết của nhau, nhờ nó mà mèo máy kết thân được với cô mèo đen xinh đẹp. Nobita gọi mèo ú, ngại ngùng mượn chiếc vòng để đi kết bạn với cô bé xinh đẹp lúc sáng. Có được bảo bối trên tay, cậu liền chạy thẳng đến nhà ông lão, đang lén lút ngoài cổng thì bỗng từ đâu, lão ta quát lên, sợ quá, Nobita bỏ chạy hụt hơi. Chợt nhớ ra, chỉ cần kết bạn với ông Kaminari là ổn thỏa. Cậu tự tin quay lại nhà, gọi ông lão cùng đứng vào chiếc vòng trong với mình. Phép màu hiện lên, thế là hai người bỗng trở thành bạn bè thân thiết với nhau. Ông niềm nở mời Nobita vào nhà chơi. Vào trong, gặp lại cô bé nên cậu vô cùng phấn khởi, biết tên cô là Mize. Được cô bé rót trà mời dùng, Nobita càng vô cùng mừng rỡ. Định bụng trò chuyện với cô, nhưng ông lão cứ bắt cậu chơi cờ. Xong ngồi nghe ông kể chuyện đâu đâu khiến cậu đổ gục vì nhàm chán. Thấy không có hứng thú, ông bèn mời cậu xem cây bonsai mình trồng. Lúc đó, Suka háo hức đến nhà Nobita chơi. Tiếc là không có cậu ở nhà, đành để lại gói quà và lời nhắn. Khi nào cậu ấy về nhờ mẹ đưa giúp ở bên này, dù không hiểu gì nhưng vì muốn tiếp cận cô bé nên Nobita đành đứng chịu trận, nghe ông lão nói luyên thuyên kỹ thuật bonsai. Đúng lúc Meiji xin phép ông ra ngoài, thấy vậy Nobita cũng xin phép ra về. Ông lão liền kéo cậu lại, năn nỉ ở lại thêm chút nữa. Hoảng sợ, cậu ta vùng chạy thục mạng về nhà, lúc sau mới nhớ là quên mang chiếc vòng kết bạn theo. Doraemon vô cùng tức giận vì Nobita quên mang bảo bối về, còn cậu ta thì sợ ông lão bắt được nên không dám đến. Cả hai đang cãi nhau inh ỏi, thì mẹ mang gói quà cùng lời nhắn Suka gửi, đưa cho Nobita. Đọc lời nhắn Suka ghi trên giấy, Nobita vô cùng xúc động, không ngờ rằng Suka lại tốt với mình như vậy. Lập tức cầm mảnh giấy cậu vội chạy đi tìm bạn tốt Suka và thầm hứa sẽ đối xử thật tốt với cô ấy. Lúc này ông lão Kaminari đang nhờ cháu gái Meiji mang bảo bối đến trả lại cho Nobita. Đang đi trên đường, bất chợt một cơn gió mạnh thổi qua, cuốn theo bảo bối đến gần chỗ Suka đang đứng, vội đuổi theo, vô tình Meiji và Suka cùng bước vào trong vòng tròn kết bạn, lập tức phép màu hiện lên, sau một hồi chạy tìm, cuối cùng Nobita cũng đến trước nhà Suka xinh đẹp, vừa mở cửa, chưa kịp dứt lời xin lỗi thì cậu thấy cô bé Meiji cũng đang ở đây, Nobita đâu ngờ rằng, hai cô gái mà mình hằng mong thích đang là bạn bè thân thiết của nhau, Suka nói rằng vừa có bạn đến chơi nên không rảnh tiếp chuyện Nobita nữa, vội đóng cửa lại, bỏ mặc cậu ta ngơ ngẩn bên ngoài, đúng là tham thì thâm mà.